nhà vô địch SEA Games bị thách đấu online. Trương Đình Hoàng có lẽ đã quá nổi tiếng trong giới boxing Việt Nam và rất nhiều người muốn thách đấu anh để khẳng định bản thân. Mới đây, một võ sĩ Vịnh Xuân đã gửi lời thách đấu đến nhà vô địch Trương Đình Hoàng với mục đích giao lưu. Chẳng biết người võ sĩ Vịnh Xuân ẩn danh này là ai, nhưng thách đấu Trương Đình Hoàng đã là một điều can đảm.